chiều chiều mình không có đi bán, mình ra mình ngắm cái hồ cá nhà mình rất là đẹp luôn. Cái cây ớt ngọt mình bán, mình bán trái ớt mình đem về có mấy trái nó bị hư, gieo nó lên tự nhiên giờ nó lên được một cây quá trời trái luôn. Cá nó lên đây. Cái hồ này cũng có nhiều con cá koi lắm, mà bạn bè anh chị thân quen tới chơi thích quá cứ xin cứ bắt về, bắt về xong giờ mình hết cá koi luôn. Còn có mấy con cá nhỏ chứ mấy bữa là nó nhiều cá koi cá lớn lắm, ký hơn cũng có, ký mấy cũng 2 ký cũng có. Có mấy con cá tai tượng mình nuôi nó từ nhỏ xíu, bắt nó vài bờ kinh giờ nó lớn lắm luôn rồi. Dễ thương quá. Có con ốc nữa, bỏ con ốc vô cho nó ăn lòng rêu về sau á, cho nó sạch cả hồ. Trời, sở thích của mình, thú vui của mình là chiều chiều mình ra mình ngắm cái hồ cá nhà mình, ngắm cái hồ cá nhà mình xong rồi mình chơi với lại mấy con cún, mấy con chó nhỏ, xong vòng cái vườn, xong người mình dơ mình vào mình tắm, là một buổi chiều của mình. Đó, cá này cá nhỏ dễ thương quá. Cái ớt sai không muốn hái nó để làm cho nó đẹp, để làm cảnh cho nó đẹp. Cái ớt ngọt, con cá nuôi nó từ nhỏ xíu và nó lớn. Mấy bữa mà có cái hồ này, có cái ao này là mình đầu tư cá koi nhiều lắm, tiền bạc triệu luôn á, cỡ gần cá 5-7 triệu gì đó, mà người ta bạn bè tới xin thân quen quá thôi mình cũng biếu, mình cho rồi. Hết cá koi lớn rồi, còn cá koi nhỏ. Cái ớt dễ thương kìa, ớt ngọt. Cây có cần cổ ở bên đây có 2 cái cây kiểu nhỏ nữa. Đó, dễ thương ghê. Cái này nó cũng cá nữa, mà giờ nó nứt ở trong đó. Cho nó trừng nó có cá nhỏ, nó nứt ở trong hang đó. Đây, nhà mình có mấy cây lan, anh bảo anh treo. Đây, một cây rất là đẹp luôn. Anh mãi anh thích chơi lan, cho nên anh siêu.